Cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton nhận định cựu Tổng thống Trump sẽ rút Mỹ khỏi NATO nếu giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2024. Trả lời Financial Times ngày 20 tháng 5, bà Clinton nói, không tin cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ đắc cử, nhưng đánh giá viễn cảnh đó sẽ đặt dấu chấm hết cho nền dân chủ ở Mỹ, cũng như đất nước Ukraine, cảnh báo ông Trump sẽ rút Mỹ khỏi NATO. Cựu Ngoại trưởng Mỹ cũng nhận xét tuổi tác của Tổng thống Biden là vấn đề mà cử tri có quyền cân nhắc. Ông Biden, 80 tuổi, hồi tháng trước đã tuyên bố tranh cử, bắt đầu chiến dịch vận động cho cuộc đua vào năm 2024 với mục tiêu hoàn thành công việc. Tháng 4 năm 2022, cựu Tổng thống Donald Trump thừa nhận từng cảnh báo rằng Mỹ có thể không tuân thủ điều 5 trong Hiệp ước NATO nếu các thành viên không tăng chi tiêu quốc phòng. Điều 5 Hiệp ước quy định bất cứ cuộc tấn công nào nhằm vào một thành viên của khối cũng được coi là đòn tấn công nhằm vào cả liên minh và NATO sẽ phối hợp đáp trả. Một lãnh đạo hỏi rằng điều này có nghĩa là các ông không bảo vệ chúng tôi nếu chúng tôi không chi thêm tiền phải không? Tôi nói rằng đúng vậy, ông Trump cho biết và giải thích đó là chiến thuật đàm phán. Nếu tôi nói là không, ý tôi không phải vậy, thì làm sao có thể thúc giục họ chi tiền? Ai đó phải nói ra điều đấy. Giới chuyên gia khi đó đưa ra những giải thích khác nhau về tuyên bố của ông Trump. Một số cho rằng ông Trump đang đe dọa rút khỏi NATO. Số khác nhận định ông sẽ đưa ra quyết định bảo vệ các quốc gia hay không dựa trên khả năng đáp ứng cam kết chi tiêu quốc phòng của họ. Theo khảo sát ngày 20 tháng 4 của hãng thông tấn AP và trung tâm nghiên cứu NORC của Đại học Chicago, 70% người Mỹ không muốn ông Trump tái tranh cử vào năm 2024. Cụ thể, 44% đảng viên Cộng hòa, 93% đảng viên Dân chủ và 63% đảng viên độc lập không muốn ông chạy đua vào Nhà Trắng thêm một lần nữa. Joe Biden đang là Tổng thống Mỹ lớn tuổi nhất lịch sử. Ông sẽ 86 tuổi nếu tái đắc cử và hoàn thành nhiệm kỳ 2. Kết quả một khảo sát công bố ngày 19 tháng 4 cho thấy 39% số người Mỹ được hỏi tán thành công việc mà ông Biden đang làm với tư cách Tổng thống, gần thấp nhất trong nhiệm kỳ. Theo VN Express, cảm ơn các bạn đã xem bản tin.